Mình cứ bỏ xuống rồi tí nữa mình chia. Cái này nước tương để chỗ đây, nước tương bỏ đây, bỏ góc đây luôn, bỏ bỏ sát góc trong kia. Nước mắm nước tương gì bỏ hết này. Ôi chào mọi người nha. Lập ơn mình tôm bỏ qua đây, chính giữa, chính giữa còn gạo. Bỏ xuống hết đi bạn ơi. Gạo mình tôm chắc từ chỗ Thanh Long đi qua là 4-5 thùng luôn. Chắc là nó từ đó đi lui lại vô trong nhà. Mình lấy mì tôm xong rồi qua lấy gạo xong rồi qua lấy mắm muối là đi về thôi. Về đan này. Cái đây là bỏ hết bên này luôn, bịch dầu ngọt rồi bỏ, nước mắm rồi bỏ hết bên này luôn. Này chắc còn gọn gọn nè. Thế này đắng bột ngọt đi rồi, rồi dầu riêng nước mắm đi để nó lấy được. Từ hàng thiên. Chào mọi người nha. Ê ơi giúp bỏ xuống với anh đi nha. Anh chỉ mấy anh là cái bột ngọt bỏ chồng đi, một chồng hai chồng đi. Cái nào bỏ riêng ra cái đó nha. Nước mắm này. Nước mắm bỏ riêng ra nè. Cái này nhẹ thế. Vedan kia em chồng lên chớ chồng Vedan kia. Đấy, trồng ra thêm một tí nữa mình bỏ bì rồi. 15 chai mắm. Để lấy cái này xuống đây rồi, lấy một tên rồi. Còn cái này nước lương, trồng viên ở nước. Lần lát mình lấy cho nó dễ vui thùng. Đấy, còn đứa con sơn ở đây chứ. Con sơn ở đây hả? Đây, còn đứa mới thế nào? Không đấy là thêm người lên đây nữa đi xuống nhà ở dưới không chờ đấy. Đi hàng lên lấy lại gì đúng rồi không để đó đúng rồi dài vậy còn thiếu không? Thì còn thiếu cục không để chưa đưa cho cục nữa. Dạ không. Anh còn cục nữa. Ơ, ra. Ra. Nghĩa là vẫn dùng tên cũ. Bây giờ mình ở đây gọi mấy người cây vô nữa đi rồi mình giúp cho mình chia ra. Ok. Bây giờ là bên đó mắm muối. Rồi để em chỉ đạo cho. bỏ xuống đi. Bỏ chung một chỗ tí nó mưa rồi nó mưa mình tủ nó dễ cho nó ướt. Trời hôm nay mưa rất là nhiều luôn nhưng mà hôm nay là may mắn là nó nắng lên để mình trao quà đấy. Hôm nay đúng là ngày Vu Lan báo hiếu luôn. Người ủng hộ chúng ta thế. Ủng hộ anh Tín. Người tốt đi đâu cũng gặp điều lành đấy đó. Giỏi quá. Mấy đứa con rồi? Hai. Hai hả? Ít thế. Sao mấy đứa rồi? Chẳng có. Chỉ có đứa nào thôi hả? Rồi. Công việc đã xong rồi, bây giờ mọi người phụ nữ giúp mình nhé. Là chia quà ra một cái bên là dầu này, một nước mắm này, một bột ngọt này, và một xị dầu, một đường,
Hôm nay quà nhiều lắm. Dạ. Hôm nay là quà đến với bà con chúng ta thì sẽ có được là những trái cây ăn tráng miệng. Xuồng ầm cái túi. Em phát cho cái túi. Xe cái này nha. Ê, phát cho bên cái. Đây. Dầu nè, dầu to nè, thưa. Dầu này thì mình ăn chắc khoảng được cỡ 10 ngày đấy. Nhà đông con thì chắc ăn khoảng được 10 ngày á. Một cái bị này mình bỏ ba thứ vô lộn ta. Dạ được, được. Một mắm nè, một dầu nè, một nước tương nè. Em cứ khui ra hết đi, em cứ khui cái nào cũng khui ra hết. Xong rồi mình chia ra. Cho vô phòng đấy. Giúp nhau đi, giúp nhau đi. Bây giờ mình chia nhau ra nhá. Mình đã có đủ 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 rồi, nó đếm đủ rồi, đúng rồi, nó đếm đủ rồi. Một phần quà là gồm một mắm, một chai dầu này, một đường này, một muối này, một bột ngọt này. Đấy, đúng rồi, chia nhau ra như vậy. Một người thì chuyên mở ra nhá. Mình thì chắc đi ra xem chỗ nào mà trống trống không có người là mình ấy thôi chị. Đằng sau đó. Đó chị ra thẳng sau. Mọi người mỗi công việc nha, mình đến đây là mình có trách nhiệm là ghi lại những cái hình ảnh để chia sẻ với mọi người. Lấy cái bao ghi ra luôn, bỏ dạ, chung luôn. Bỏ hết ra, bỏ hết ra, bỏ hết chung luôn. Cái nào bỏ xong rồi mình xếp qua bên một bên này nhá. Mày mở hết ra cho anh đi. Mở ra đi. Là ngày xưa là cũng hay đi bắt ếch bắt nhái chung với nó đây. Mà bây giờ giờ già rồi, không đi bắt ếch nữa. Lâu nay còn đi bắt ếch nhậu mày. Đây là những bạn bè đây. Bột ngọt rồi. Bột ngọt đấy, bột ngọt với muối trong đó. Bột ngọt trong kia, bột ngọt kia kìa. Muối. Cái này muối phải không anh? Muối á, muối với đường á. Này là mắm. Chị ngon. Chị giàu cái đó là ăn với cơm ngon lắm đấy. Từ từ đã. Nấu cơm đây là mình ăn chung với cơm là ngon lắm đấy. Này nó chạy vào bằng cụ ta. Đây nha, chạy vào đây nha. Cái ta được đi. Đây rồi má. Đây chưa? Bây giờ tí xíu nữa thì mình mới bật mí được là những cái phần quà này nó đến từ đâu nha cả nhà. Bây giờ mình lo cho nó chu đáo hết đã, rồi tí nữa là bà con đến là mình tập trung thì mình sẽ nói luôn một lần nhé. Quà này là ở xa từ nước ngoài về luôn đấy. Ừ, từ nước Mỹ ấy. Người ta cho không lâu nữa chị. Dạ. Mấy người đây họ cũng làm quen rồi mà. Nè, bì của ngọt 1 kg nè, bì này ăn chắc phải tháng ấy nha. Ngon đấy, tốt đấy, đồ hàng tốt rồi đấy. Có được bùn ngọt gì? Rồi bì. Trời ơi, lâu quá, bên này già hết rồi, rau bạc hết rồi. Già hết rồi, cái tóc bạc này cũng ra rồi. Ra không ơi. Ừ, may hả? May hả? Gồm cô hả? Ừ, nay quà nhiều lắm, nay cho làng mình quà nhiều lắm. Mà 14. Mình chờ ở đây nha, chờ ở đây xong rồi người ta đến đông đủ rồi mình lấy mình về luôn nha. Nhưng mà lâu lâu bà con mình tập trung ở đây cứ ngồi đi chơi để nói chuyện vui vẻ nha. Lâu lâu mới có một khi mà đúng không? Mấy đứa con rồi em? Hai. Hai đứa rồi hả? Ừ, phải mạnh vô không? Sai rồi đó. Sai rồi hả? Đây đây, bỏ sắp bỏ lên, bỏ muối đường vô để đây. Muối đường bột ngọt có ra hết đầy đủ. Một mắm một dầu. Thank you.
tập trung đến mấy đứa nhỏ ơi, cho bánh nào. Trong khi chờ đợi thì alo. Trong khi chờ đợi bà con tập trung đến thì chị đây cũng đã phát cho quà nha cả nhà. Phát quà cho mấy em nhỏ đây. Mấy em nhỏ làng mình đây. Hôm nay được vui quá thì hôm nay được có quà rồi, có bánh kẹo ăn rồi, có cả trái cây thanh long nữa. Đấy. Rồi con đi kia tặng nhiều. Rồi một người một phần nhá. Ai nhận quà xong rồi đi ra chỗ đây đứng nè. Rồi đón em qua kia nha con. Rồi qua đây, đứa nào lấy rồi thì qua đây đi. Đấy. Đứa nào cũng có hết đấy. Đấy, qua đây đấy. Ông cô cho bố ông cô. Ô, cảnh sát giao thông nữa hả? Rồi con cô. Đấy. Lấy quà rồi thì đi qua bên đây chụp ôm. Rồi, chá, bằng cô. Rồi, bằng cô. Rồi, bằng cô, chụp bông cô. Rồi. Em là có rồi thì qua bên này nhá. Chưa có thì qua nhận rồi, đứa nào có rồi thì qua bên này đứng nè. Đứng rồi bây giờ lầu ra ăn đi. Lầu ra ăn đi. Ông ca mà chú bồn cô. Ca, cá bắn. Hết rồi hả? Hết người rồi mà còn bánh à? Không, chờ tí nữa là đến nữa chị. Chờ nữa đi. Tí nữa là mình chờ đi, để tí nữa là đi mình mới đưa tới sau thì không có. À, con này chưa này. Cô ăn bánh cô. Nè. Chị Đáng ơi, mình qua đây đứng mình nói chuyện một tí xíu đã rồi mình đi qua bên đó. Đi qua đây đứng để nói chuyện phát biểu đã. Để nói là tình hình hôm nay là... Không, chị phải phát biểu đó chứ. Anh ơi, ra đây anh. Để chị được rồi. Chị ơi. Mấy đứa mắc quá tim rồi.
Bà con mình tập trung bây giờ, về trời sắp mưa rồi thì ai đến trước thì nhận quà trước nhá. Nhận quà xong thì ở lại đây chơi một tí xíu rồi chờ mình quay phim, mình ghi lại những cái hình ảnh để mà làm kỷ niệm buổi nhận quà hôm nay nhá. Như mọi người cũng đã biết rồi đó, thì mình trước đây thì cũng đã từng sống từ nhỏ ở đây, thì cũng đã từng là có một cuộc sống nghèo khổ, nhiều lúc thì cũng đói bụng không có đâu ăn, thì cũng đã ăn củ mì để mà sống qua ngày đấy mọi người, cuộc sống rất khổ sở luôn. Nhưng mà may mắn thì cũng đã được tiếp cận với nền văn hóa YouTube, thì hiện tại thì mình cũng đã làm được một kênh YouTube, cũng mong cũng may mắn là cũng được rất nhiều người ở Việt Nam cũng như là trên toàn thế giới biết được, và mọi người cũng đã góp cho một chút ít tiền để giúp đỡ những bà con nghèo Tây Nguyên nói chung cũng như là bà con ở làng mình. Thì hôm nay đặc biệt ngày hôm nay là có chị Đá Nguyễn, cũng là một chị Đá Nguyễn và anh Sấm à, là cũng người Việt Nam mà sinh sống và định cư tại nước Mỹ. Hôm nay thì có dịp về Việt Nam, và đặc biệt hôm nay là ngày Vu Lan báo hiếu, thì chị cũng đã có 100 phần quà cho làng mình, chia sẻ yêu thương của ít lòng nhiều. Thì hôm nay mình tập hợp bà con làng mình lại thì muốn một là một chiếc cầu nối để mà gửi gắm tình cảm yêu thương của chị, cũng là như là những mạnh thường quân trước đây đã từng ủng hộ. Thì 100 phần quà hôm nay thì nó trị giá khoảng cỡ 450.000 một xúc, thì 100 phần quà chắc tầm cỡ 45 đến gần 50 triệu chị nha. Và hôm nay đặc biệt hôm nay là có những cái trái thanh long. Cái thanh long là của anh đây hả? Anh đây là em ruột của chị Đáng, cũng đã tự anh trồng lấy những vườn, có những vườn thanh long đã cung cấp đi rất là nhiều nơi. Và đặc biệt hôm nay là anh chở từ Bình Thuận lên đây là 100 trái thanh long hả anh? 200 trái thanh long là chia được một người được một phần quà 10 kg gạo, một thùng mì tôm và nước mắm, nước tương, đường, muối, bột ngọt, và được nhận thêm là 2 trái thanh long rồi nhé. 2 trái thanh long là quà của anh này đã mang từ dưới Bình Thuận lên đây đấy mọi người. Phải đó là những tình cảm mà mọi người, những quý vị mạnh thường quân dành cho những người nghèo Tây Nguyên, phải nói là rất là đáng quý và rất là trân trọng và ngưỡng mộ. Thay mặt cho bà con ở thôn Com Prong làng của em thì xin cảm ơn chị và cảm ơn anh rất là nhiều đã không ngại đường xá xa xôi mà để dành những món quà cho người dân làng của em. Và cũng thay mặt cho những bà con Tây Nguyên thì xin cảm ơn tất cả những quý vị mạnh thường quân đã từng theo dõi và xem kênh Già Làng Tây Nguyên thời gian qua, đã ủng hộ những lượt xem và ủng hộ những phần quà rất giá trị gửi đến cho mọi người. Và sau đây xin mời mọi người cùng nghe đôi lời phát biểu của chị Đá Nguyễn, một chủ của buổi tiệc ngày hôm nay rất là giá trị tuyệt vời luôn. Chị nói mấy lời đi chị ơi. Nói gì? Nói đi, nói vài lời đi. Nó to ra, chứ lo hay nhỏ. À, tại em cũng ở bên Mỹ và không có gì, như tâm nguyện em lâu nay em cũng muốn cho một cái phần quà cho người đồng bào Tây Nguyên ở đây. Và hôm nay có dịp về thì cũng là ngày rằm lúc cái Vu Lan báo hiếu, thì không có gì hết, em xin tặng cho mỗi người một phần quà. Có nghĩa là của ít lòng nhiều á, rồi đỡ mà em cũng xin chúc cho tất cả đồng bào ở đây đều sống vui vẻ, khỏe mạnh, an vui. Em cũng không biết nói gì hơn, tại vì nói nhiều quá bị hơi hơi xúc động không có nói được. Thật sự là xúc động, đôi lúc cũng không nói nên lời luôn đó mọi người. Mình cũng xúc động nhưng mà cũng may mắn là nói được thành lời. Và cũng rất là vui hôm nay là bà con mình cũng đã tập trung rất là đông đủ. Và hy vọng rằng là chúc bà con sức khỏe thật nhiều. Và hy vọng rằng bà con siêng năng sản xuất để mà ngày một phát triển thêm, để mà gần dần dần đẩy lùi đi những hộ nghèo. Và mình cố gắng xây dựng kinh tế và làm một kinh tế một ngày một phát triển hơn nhé. Và bây giờ là hôm qua thì mình cũng đã có phát cho thôn trưởng là
100 cái phiếu rồi. Thì bây giờ bà con mình ai đến đây hoặc là những người nào không đến được thì có phiếu thì sẽ nhận quà xong rồi về đưa cho người đó nhé. Hoặc là có những người họ không đến được ấy anh, thì họ bận đi làm hoặc là bận đi đâu đó thì không đến được, thì có một người là cầm hai phiếu, thì hai phiếu đó sẽ cầm để mà về đưa cho người kia. Thì bây giờ mình bắt đầu đi từ bên kia đi qua nhé. Đi đến là một người là thu phiếu, xong rồi một người là đứng chỗ phát thanh long, một người đứng chỗ gạo, một người đứng chỗ mì tôm, xong rồi qua đây là một người đứng chỗ đây. Rồi bà con mình nhận quà xong thì bà con mình đi qua bên này ngồi chơi, rồi bà con mình có thể là hàn huyên tâm sự một tí xíu rồi chờ mưa xuống rồi về nhé. Rồi bây giờ mình bắt đầu đi từ bên đây đi qua đi. Hôm nay là trời mưa mọi người, trời mưa nên là chờ mưa, là có mưa thì mới về, chưa mưa thì còn ở đây chơi nhá. Đây, đặc biệt là trị giá là hôm nay là cái quà thanh long đây. Thanh long đây là một trong phần quà thanh long này là nó đến 200 trái luôn đấy mọi người. Ở cái loài thì xa quá nó không ra tiếng luôn kìa. Đi chở không nổi. Không có chỗ chở. Bây giờ ai giúp phiếu lấy phiếu nha. Thì lấy phiếu giúp em nhá. Rồi chị lấy phiếu rồi chị đưa cái quả rồi qua bên đây là giờ chị đứng ở đây chị đưa gạo ở đây đứng đưa mì tôm nhé. Rồi cảm ơn bà con mình đã đến rất là đông đủ luôn. Rồi chị đến đây là cho quả đây hả? Ơi quả thanh long này ngọt lắm, thanh long đỏ đúng không chị? Thanh long trắng à? Rồi cảm ơn bà con rất nhiều luôn, mọi người chúc mọi người sức khỏe nhé. Rồi còn không nổi à? Tay không lấy nổi hả? Rồi chúc cho từ từ nha, từ từ anh có phần anh từ từ. Một người sẽ có một phần quà nhé. Cái quà này là mình đã có là đi phân phiếu rồi đó. Xin chào mọi người nha. Rồi chào Agel nhé, Agel cũng nhớ mình không Agel? Những hôm nay quay trở lại đây về làm thì cũng rất là vui và cũng rất là hạnh phúc. Từ nhỏ mình ở đây thì có một cuộc sống cũng rất là nghèo khổ. Trời mưa xuống thì cũng đã đi che đậy những cái chỗ gạo hoặc là chỗ này nọ nên mình sẽ ướt đồ đấy. Nhưng mà bây giờ thì cuộc sống cũng đỡ hơn một chút xíu, thì cũng đã tiếp cận được rất là nhiều người ở Việt Nam cũng như là trên toàn nước ngoài đó. Thì họ cũng đã giúp đỡ những phần quà thì mình cũng sẽ chia sẻ yêu thương gửi đến những người nghèo ở Tây Nguyên, đặc biệt là ở làng mình nữa nhé. Rồi ai có phiếu thì sẽ có quà nhá, vì có 100 phần quà và 100 cái phiếu thôi mọi người ơi. Rồi có vô ly à, vô ly thôi, làm ly đấy. Gạo là 10 kg đấy mọi người, gạo đây là gạo tốt đấy, gạo ngon đấy, gạo tám thơm đấy. Ăn rất là dẻo luôn. Cảm ơn mọi người nha. Tí nữa quay lại lần nữa nhá, vì có hai suất là do là bố là không có đi ở đây đấy, bố ở việc đi làm chưa về. Đúng rồi, bố đi ngủ rồi chưa về nên là giờ con gái nhận giúp nhá. Rồi ơi chú bé bé đi bên kia không bỏ chỗ đây ha, bỏ chỗ đây thanh chào chào cô đây cái lông nè. Rồi. Tí nữa rồi. Ở kia một tí xíu nữa rồi chơi hát hò một tí xíu rồi về nhá. Chờ trời mưa rồi chạy về nhá. Đưa cái phần quà đó qua đây cho em cái à. Qua phải không? Còn nhớ cháu không? Biết nổi không? Biết nổi không?
Rồi, bê nộp bê qua đây. Rồi, cảm ơn chị nha. Trao quà thì nhanh thôi mà. Đấy, quà hôm nay nhiều quà lắm mọi người ơi. Lo này muốn hết điện hay sao, nó nhỏ thế không biết. Nói không? Mình phải đứng gần nó thì nó mới ra tiếng được. Dạ. Alo, alo, alo. Alo. Đấy đặt cái đi đâu rồi hả? Một con bé nữa mà nó chạy đi đâu rồi nè. Một con bé nữa mà nó chạy đi đâu rồi nè. Ôi, đơn có quà không em? Đây đây. Nghĩa cũ. Vô đây nghĩa cũ. Alo, alo. Bạn này sao không có việc đi đặt quà à? Hả? Đau à? Đau đi không được à? Thế thì có người đi không được không? Nó ngồi đó, nó giữ, anh nhớ. Rồi rồi. Con bé đó nha. Để cho quà phiếu ra được phiếu rồi đúng không? Loa này nhỏ quá, điện yếu quá. Nghe đủ nghe không anh? Đủ nghe rồi. Không ăn mà. Ừ. Măng. À, mình nghe hờ. Rồi, cảm ơn ba Điệp nha. Từ từ mọi người ơi. Mày nhớ tao không? Nhớ. Nhớ được không? Thì đi chăn chập cỏ cùng nhau à. Nhớ là ảnh. Ở đây còn cây đàn không? Ở đây còn cây đàn không? Còn biết cây đàn không? Thì vui đây là được đúng không? Rồi, mọi người có một phiếu thì có quà. Rồi, cảm ơn em. Ôi, hồng hả? Phải hồng không? Đúng hồng không? Tiếp. Miếu cũ anh. Có luôn hả? Đúng rồi. Ở đây thì mình có hai người yêu cũ từ xưa mà muốn gọi lời nhưng mà chưa kịp nói thì đã đi xa quá rồi. Đơn rồi. Đây rồi. Đấy, chờ mãi thì bây giờ mới có người cũ xuất hiện đây. Đây, người yêu cũ của em đây chị. Đây. Cởi ra cho chị xem nào. Cởi mặt ra cho chị xem coi nào. Em gái. Em láo á. Rồi. Đúng rồi, tí nữa họ tới luôn. Tí nữa họ tới thì họ sẽ lấy hết. Ừ, tí nữa phía sau thì mình đưa sau thôi. Thời thì mình làm gì, mình làm đấy, chương trình gì đấy. Thì ai phía sau mình cứ phát rồi. Ai có phiếu vô mình phát. Không có phiếu là...
Như vậy thì hôm nay là có 100 phần quà của chị Đáng Nguyễn cùng với em trai của chị thì một... anh trai. Anh trai hả? Anh trai em Mỹ là dạ, quà dạ. Còn Thanh Long là không. Dạ, nghĩa là anh trai là ở bên Mỹ. Sắm. Rồi sắm. Thanh Long là của em trai thôi. Thì cũng đã trao cũng gần xong rồi. Bây giờ còn những suất còn lại đây thì bà con họ chưa đến đấy. Thì do là lúc nãy mình hẹn 10 giờ đấy. Thì bây giờ mình đến sớm 9:30 thì mình cũng đã trao cũng gần xong rồi. Bây giờ mấy anh em chị em mình cũng sẽ kết thúc video ấy luôn nhé. Một lần nữa thì cảm ơn chị Đáng Nguyễn với anh trai của chị và mấy anh em cũng đã không ngại đường xa xa xôi để đến với Tây Nguyên trực tiếp mang đến những phần quà đến tặng cho những người nghèo ở Tây Nguyên, đặc biệt là những người đã từng khổ với mình từ ngày trước tới giờ. Nhưng mà cũng may mắn là em bây giờ cũng đã khổ chưa kia khổ những cái lúc rồi cũng không có gặp ăn đâu, như cái thời trước những cái đi những quay những cái video trong rừng ấy nó phải nó thật sự là đôi lúc là cũng không có gạo ăn đâu, lấy cái củ mì để mình ăn mình sống qua ngày ấy. Mà khi mà tiếp cận được với YouTube thì cũng may mắn là cuộc sống của mình nó đỡ hơn một tí xíu. Thì bây giờ quay trở lại đây, những người ngày xưa đã từng cưu mang mình, cũng đã từng sống khổ với mình ngày xưa, thì mình cũng đã sẽ quay trở lại đây giúp họ và cảm ơn phần quà của chị rất là nhiều. Một lần nữa xin cảm ơn những quý vị Mạnh Thường Quân cũng như là những khán giả đã từng xem kênh Chè Làng Tây Nguyên, và cảm ơn mọi người rất là nhiều. Xin chúc mọi người sức khỏe và luôn luôn thành công trong cuộc sống, và chúc cho anh chị hôm nay cũng đã không quản ngại đường xa xa xôi đến đây là thật nhiều sức khỏe, là luôn thành công trong cuộc sống, cậu được ước thấy. Đặc biệt hôm nay ngày Vua Lang Báo Hiếu thì chỉ có những phần quà tặng cho những người nghèo thì quá là tuyệt vời, ý nghĩa, và em cũng rất là xúc động luôn. Cảm ơn chị rất nhiều nha. Cảm ơn chị. Rồi, bye bye. Chào tạm biệt mọi người nha. Già làng Tây Nguyên xin kính chào quý khách, tự hào là địa chỉ uy tín, chuyên cung cấp các mặt hàng dược liệu Tây Nguyên như nấm linh chi liêm xanh, ba kích tím, khúc khắc, nấm ngọc cẩu, mú tần, sâm cau, huyết đằng, mắc khén, hạt dỗi, mật ong rừng, măng khô, chuối cô đơn, chuối hột rừng. Đảm bảo những sản phẩm thu hái từ núi rừng Tây Nguyên, đặc biệt có thuốc nam đặc trị, viêm xoang, dạ dày, xương khớp, thuốc yếu sinh lý, hen suyễn, với sản phẩm đạt chất lượng tốt nhất, giá cả hợp lý nhất, đảm bảo an toàn, chắc chắn sẽ làm hài lòng cho quý khách. Website gialangtayguyen.com, hotline